Xin chào mọi người đã quay lại kênh của bé Ba Đất Tây Nguyên. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người lô đất tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Lô đất của mình thì là có nhà nha mọi người. Có nhà, có sân rộng đẹp luôn. Có điện nước đầy đủ. Trên đất của mình diện tích là 2,55 ha nha mọi người. Trong sổ thì đã có hơn 1 ha rồi. Còn hơn 1 ha còn lại thì chủ nhà đang làm ra sổ nha mọi người. Lô đất của mình thì chủ nhà hơn 1 ha và chủ nhà đã cải tạo lại cây trồng hết rồi. Cà giống mới và sen sầu riêng hết rồi. Đã sen đẹp hết rồi. Đất thì bằng lại đẹp luôn. Lô đất của mình thì đã sen sầu riêng, cà tơ, cà năm nay đã cho vào thu bói nha mọi người. Cà năm nay bắt đầu thu bói này, cho vào thu bói này. Đất thì không dốc nha mọi người, bằng lại, rất là đẹp. Mình mua với cái vườn này về thì mình chỉ việc chăm sóc và làm thôi nha mọi người. Tại vì chủ nhà đã cải tạo lại cà giống mới rồi. Đấy, bây giờ mình mua về chỉ việc làm thôi. Rất là thuận tiện cho mình làm việc, cho mình làm vườn nha. Lô đất của mình thì cách đường bê tông có 1 km thôi. Còn cách đường quốc lộ 14B, trung tâm hành chính ủy ban nhân dân của xã thì là 4 km nha mọi người. Lô đất của mình thì đường ô tô vẫn vô được nha mọi người. Ô tô vẫn vô vườn được. Lô đất của mình thì có hồ. Hồ to nha mọi người, nước đầy đủ để mình tưới. Đất lại thôi, bằng lại cũng dễ làm nha mọi người, không phải là dốc. Rất là thích hợp cho quý anh chị nào mà làm vườn nha. Hồ mình rất là to luôn, to nước mênh mông luôn. Cái này là mình có thể nuôi được nha mọi người, nuôi cá rồi luôn nha mọi người, để câu cá rồi giải trí vào cuối tuần. Lô đất này thì cũng dễ chăm sóc nữa. Vườn thì cũng gần, nhà cũng gần, điện nước rồi đầy đủ hết rồi. Đây này, cà này là mọi người bắt đầu là vào cho vào tô bói này. Trên này thì cũng đã có sen sầu riêng to. Sầu riêng này là cũng được 2 năm rồi, hơn 2 năm rồi nha mọi người. Đất thì bằng thôi nè. Cái cà đây là đang còn cà già này. Chủ nhà cải tạo một hơn 1 ha, còn tầm 1 ha mốt là đang cà già. Chủ nhà nói là thu 1 năm là 5 tấn nha mọi người. Đó, ở trên cà già thì cực kỳ bằng phẳng luôn. Lô đất này cũng dễ làm thôi. Giá thì cũng phải chăng. Giá của chủ nhà đưa ra là 2,8 tỷ nha mọi người. 2,8 tỷ còn thương lượng. Mọi chi tiết xin liên hệ vào Zalo và số điện thoại của em nha, để biết thêm và được em dẫn đi xem đất ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.